Điểm tin si bít B bối đạo nhái EQ Dương Mịch Dương Tử lên tiếng Nhật ba tiêu chuyến cập nhật Chỉ số phim tuần qua Thứ nhất Pha xử trí chứng minh EQ cao ngất ngưởng của Dương Mịch Blogger đào lại trong một lần tham dự chương trình Happy Game Khi đang chơi trò trên băng Thì Dương Mịch bất ngờ bị trật chân ngã quỷ xuống mặt MC Hà Cảnh Lúc này Hà Cảnh nhanh chóng hỏi Dương Mịch có làm sao không Kết quả Dương Mịch trả lời Không sao không sao Chỉ muốn chúc mừng năm mới anh sớm thôi Câu trả lời thông minh của Dương Mịch đã nhận về nhiều lời khen của cộng đồng mạng, chứng minh EQ không phải dạng vừa. Dương Tử tham gia phỏng vấn của Sina. Trong một phỏng vấn mới nhất cùng với Sina, Dương Tử được phóng viên hỏi rằng, là một diễn viên có rất nhiều chuyện không thể nào chi phối được, mỗi một tác phẩm khi quay chụp đều rất dụng tâm, nhưng đến cuối cùng vẫn còn rất nhiều thứ không xác định, như vậy bạn có thất vọng không? Dương Tử thẳng thắn trả lời. Như bộ phim nữ bác sĩ tâm lý, mọi người hỏi tôi có muốn phim đạo hay không? Tôi nói đương nhiên rồi, nhưng nếu như bộ phim không chiếu thành công, thì tôi phải làm sao phải đi khóc à? Tôi nghĩ trọng điểm không nên chỉ chú ý kết quả mà cũng nên để ý tới quá trình. Tôi hy vọng sau khi bộ phim này được công chiếu, khán giả sẽ càng quan tâm đến phương diện tâm lý khỏe mạnh mà không phải chỉ thảo luận phim của Dương Tử có bạo hay không. Như vậy không giống với ý nghĩ ban đầu của tôi. Phim phong khởi lạc Dương bị tố đạo nhái Theo đã một tài khoản webbo có tên ID Gia Nhiễm đã lên tiếng tố cáo đoàn phim phong khởi lạc Dương đạo nhái tạo hình một chiếc quạt. Tuy nhiên sau đó đoàn phim đã liên hệ và lên tiếng xin lỗi tác giả hai bên đã giải quyết êm đềm mọi chuyện, đồng thời nhấn mạnh tôn trọng bản quyền công sức thiết kế của tác giả. Sự cố này là do đội ngũ sản xuất không truy được nguồn gốc cho quá trình sản xuất đạo cụ. Tác giả gốc cũng đã xoay lại bài của Weibo đoàn đoàn phim lên tiếng về sự việc. Ngoài ra còn những tin tức khác bạn không nên bỏ qua như sau. Địch này Nhật Ba cập nhật Weibo Blogger lơ ngôn tải ý do là Vân Hy và Trình Tiêu đóng chính, có lượt xem mà nhiệt độ không quá tốt lượt xem trên Tencent Sen chỉ có 10 triệu, còn nhiệt độ trên UKG chỉ phá 5 000 Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!